Hello, xin chào tất cả các bạn. Trong video hôm nay thì bên mình cũng được anh khách ủng hộ hai cái dòng combo bắt cao của Milwaukee. Thì sẵn đây mình sẽ làm một cái video giới thiệu nhanh về cái dòng sản phẩm cũng như là cái chương trình đang rất là hấp dẫn đến từ của hãng Milwaukee. Thì đây là cái combo bắt cao 1, đây là 1. Nó sẽ bao gồm hai cái thùng, đó là thùng 8425 bên dưới và một cái thùng 8443. Đây là một mã sản phẩm mới đến từ hãng. Thì mức giá hiện tại của cái bắt cao 1 này có mức giá là 6.990, nói chung là gần 7 triệu đó. Thì nó sẽ gồm hai gồm cái thùng như thế này. Đây, bây giờ mình sẽ vào chi tiết cho các bạn thấy được cái hai chất liệu thùng này, cũng như là cái dung tích cũng như là cái chi tiết bên trong. Thì tất cả những cái dòng bắt cao của Milwaukee thì gần như nó sẽ kết nối được với nhau, nói chung là combo này cũng có thể kết nối được những cái thùng bên kia. Thì cái thùng chay nó sẽ kết nối cái thùng dưới bằng cái lõi phía dưới như thế này đó, sẽ rút ra đó. Khi mình dài vào thì các bạn sẽ nghe được cái tiếng âm thanh của Milwaukee rất là đã này. Đó, thì độ hoàn thiện của dòng sản phẩm các cái thùng bắt cao này là rất là đẹp đó, chất liệu nhựa cũng như là thanh nhôm có sắt. Rồi chi tiết khóa của cái thùng này sẽ nằm ở đây đó, các bạn về cái này nó sẽ ra. Trong đây là sẽ có ba cái ngăn kéo đó, rất là đẹp. Rồi bên dưới thì trong đây nó sẽ có những chi tiết để các bạn có thể làm cái ngăn chứa từ office đó, nó sẽ nằm trong cái túi như thế này đó. Đây là cái thùng 8443 đây. Nếu các bạn mua lẻ cái thùng này là không dưới 4.500.000 đâu đó. Rồi về cái phần cái thùng của 8425 này đó, nó sẽ bao gồm hai cái bánh xe tự tải cũng như là cái phần mà nối dài mở rộng tay cầm này, nó sẽ lên tới 1m040 đó, là 1040mm đó. Đó, cái phần này là phần lại các bạn cứ rút lên đó, các bạn thấy không, chi tiết hoàn thiện của Milwaukee rất là chắc chắn đó. Cái bắt cao 1 này là có giá là 990 ha. Rồi đi qua cái thùng combo bắt cao 2 thì có mức giá là 7.490, là gần 7.500.000 này. Nó sẽ bao gồm ba cái thùng, đó là thùng 8426 này, 8425 và 8424. Đây là cái thùng nhỏ, thì một cái thùng nhỏ như thế này đây thì nó sẽ có mức giá nó rơi tầm khoảng 2.045. Nó sẽ kết nối bằng cái chi tiết lại ở đây, các bạn bóp này, bóp các bạn rút ra đó, là nó sẽ thành cái thùng như thế này đó. Mình sẽ mở chi tiết từng cái thùng cho cái bắt cao 2 cho các bạn thấy. Nó sẽ bao gồm cái phần khóa ở trên đây này, đó, chi tiết bên trong này rất là đẹp ha. Đó, cho các bạn xem những cái chi tiết bên trong cái bộ phụ kiện, đây là 8424. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra, tiếp đến phía dưới là thùng 8425. Đây, tất cả các loại khóa của Milwaukee là bằng chút nhựa cứng này, cũng như là cái móc khóa rất là chắc chắn. Đó, bên trong này rất là sâu ha. Cái này là các bạn có thể bỏ được một cưa đĩa này, hoặc là những cái dòng phong bê tông cũng được đó. Nói chung là có mùi nhựa mới luôn này. Đó, nghe rất là đã. Rồi thì bên dưới là 8426 đó, là cái combo đó, thì cả hai combo này, cái thùng mà bánh xe kéo nó đều là cái 8426 này hết đó. Đó, mình cho các bạn xem. Thì nếu các bạn mua trực tiếp tại cửa hàng đó, thì các bạn có thể thanh toán bằng nhiều hình thức như là chuyển khoản, tiền mặt hoặc là trả góp qua funding, thẻ tín dụng. Còn những anh em ở xa thì một thì anh em ngại thì có thể trả góp qua funding hoặc là anh em chuyển khoản trước, vì những cái thùng này là cái chi tiết đóng gói rất là lớn nên thành ra là bắt buộc là như là anh em phải chuyển cọc hoặc là chuyển khoản đó. Thì chương trình này diễn ra cho hết tháng 5 của hãng. Nếu anh em mà có nhu cầu đặt mua thì nên đặt sớm, vì cái mức giá này nếu khi anh em mà mua lẻ trong tuần này á, thì nguyên cái bắt cao 1 nó cũng đã hơn 11.500.000. Còn cái này là hơn 11.800.000 đó, thành ra là khi mua combo này rất là rẻ, gần như tiết kiệm gần như là 50% luôn đó. Đó, rất là đẹp ha. Đó, cảm ơn anh em. Anh em đừng quên theo dõi những cái video của bên Tân Cảng cũng như là cập nhật những sản phẩm mới ở trên website tancangdecor.com ha.